quá đi nhở. Dạ về có nấu cháo à, nấu cháo cho chó ăn xương. Đang đi câu rồi, đằng thì chán toàn người ăn. Chó bụng lưỡi nhỉ. Đằng thì cho chó nhiều đấy. Cá bé luôn. Bé thì mày biết tao bắt đấy bao nhiêu con chép một cân không? Tao biết tin bé hôm mày với tao giúp đi chuẩn câu rồi quầy sách cái bao cá. Hôm tao mới linh với thằng Thắng ở Việt Yên câu phải có đầm phải tầm 20 cân toàn thu phi bằng này về đổ một thau tắm đầy ạc. Cứ vậy bằng bàn tay thì vật xuống. Không có. Cứ như này, phải đứt những cái phần phải của như này này. Không có, có cái giật như này là thích chỗ. Được phần phải, phần phải như được phát hiện ở ra các bức xuống. Nào đi trước nước nó sạch câu con cá nó cắn mốt cơ. Mà không sao này chết chưa đây. Được mồi rồi. Được vạch chỗ, cái câu. Chúng mình đây cũng kéo được cá. Thuần. Biết thế nào là ăn thua, có cá là được. Đấy. Lại lối vô. Gì á? Lên lớp nước gà sao ra ngoài. Cảm ơn.